cho Ngài ở trong con. Chỉ cần sự đại cảm nhiều của Chúa cũng đủ để biến đổi cuộc đời chúng con. Xin Chúa làm đi Chúa. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục thấy sự vinh quang của Ngài. Xin cho chúng con thấy được phép lạ của Chúa còn tiếp tục xảy ra trong cuộc đời. Phép lạ lớn lao, phép lạ biến đổi cuộc đời. Xin thánh hóa trong lòng của con ngay giờ này. Xin lửa Thánh Linh Ngài giáng lửa xuống, thiêu đốt cho mọi tấm lòng của con. Khi người khác nhìn thấy cuộc đời của con, khi người
xin hỏi rằng chúng con thật sự là những con cá lớn của Chúa. Chúng con luôn luôn tìm kiếm sự vui mừng, sự bình an và tình yêu thương của Chúa ngày đặt trong tâm lòng. Chỉ cầu nguyện nhé, hãy nói với Chúa, Ngài sẽ chẳng từ chối điều gì mỗi việc người cầu xin. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, qua hãy gõ cửa, Ngài sẽ mở thì. Chúa Giêsu Ngài là đấng trật tự và đấng lịch sự. Ngài rất yêu thương và Ngài rất tôn trọng chúng ta. Nếu chúng ta không mở cửa lòng để đón Ngài, thì Ngài sẽ đứng đó và gõ. Cho đến khi anh chị em mở lòng ra và mở cửa mời Chúa từ vào lòng, Ngài sẽ đến và dùng cửa. Thank you.
có được để Chúa ban cho chúng con. Và sau này Chúa ban cho chúng con, chúng con biết ơn Ngài, chúng con tin rằng Chúa sẽ tiếp tục ban ơn trên cuộc đời chúng con. Bởi con nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng ơn phước của Chúa, sự thương xót của Chúa sẽ tiếp tục theo đuổi trên cuộc đời chúng con. Chúng con nhận lãnh sự ban cho không xiết kể của Ngài trên cuộc đời chúng con. Và thưa Chúa, không phải chỉ vật chất, nhưng mà chúng con tin rằng sự ban cho của Chúa là sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho chúng con được quyền phép trở nên làm con cái. Và đó là một vinh dự, đó là một vinh dự trên cuộc đời. Con biết ơn Ngài, con dâng hết thảy đời sống chúng con, nguyện Cha tiếp tục bảo ẩm, che chở, bảo vệ và hướng dẫn trên cuộc đời. Trên hội thánh của Chúa tại nơi đây, hội thánh thiên ái, xin Chúa tiếp tục nâng vực chúng con và tiếp tục phấn ương trên mọi cuộc đời chúng con, để rồi sử dụng cuộc đời chúng con làm phấn ương cuộc đời cao màu này, là phụ nữ đất nước Việt Nam này và trên cả toàn thế giới. Mà chúng con biết ơn Ngài.